Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tế luyện thú hồn, thử xem. Không ngờ đến, mấy năm trước vì một thánh thú chín hồn, để mình rơi vào tuyệt cảnh. Mà bây giờ, ta có thể chém giết thánh ma thú, tế luyện thánh thú chiến hồn. Đạt đến cảnh giới như thế này, sau này ta không cần đi xin thánh thứ chiến rồi. Cùng là hệ lôi đình, Miu Miu ăn nó đi. Hừ, quá có lợi cho ngươi rồi. Được, nhân lúc Miu Miu tế luyện thần thông, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lúc nãy cũng kiếm hai cái cho ta và Quy đã thưởng thức, không thì Miu Miu vượt mặt mất. Không ngờ cậu ta cũng lợi hại đấy. Với thân thủ và trí tuệ của cậu ta, ở Nhân Hồn Luyện Ngục này nửa năm chắc không có vấn đề gì cả. Cha cũng thật là để mình bảo vệ cậu ta, bây giờ làm mình thừa thãi ra như vậy. Giết nào. Ơi, phát hiện mục tiêu trước mặt là một con mãnh xà. Lam Hoàng có thể là món của ngươi đấy, thật không? Ngu ngốc, đây chỉ là một con rắn bình thường. Ơi thế, không bằng nấu nó đi. Thật muốn về quá. 3 ngày sau, các ngươi tế luyện thế nào rồi? Bản Miêu thức tỉnh thần thông Hỗn Thiên Địa Ngục và Địa Ngục Truy Hồn Điện. Cùng lúc mở được hai thần thông quả là sảng khoái đi. Hỗn Thiên Địa Ngục là lốc xoáy lô điện màu đen có tốc độ xoáy cực nhanh, kèm theo có năng lực cắt mạnh. Địa Ngục Truy Hồn Điện là đơn thể sát thương, có thể mạnh hơn của Hỗn Thiên Địa Ngục. Bản kê ra thức tỉnh thần thông Lục Đạo Hỏa Liên, một loại thần thông tấn công rất mạnh, uy lực không kém Hỗn Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu. Sơn Hải Giới là trên cơ bản dựa vào cơ thể mạnh mẽ để thi triển, có thể chèn éo kẻ địch, là thần thông cũng có thể phòng thủ. Được, quay về. 3 ngày, Lý Thiên Mệnh tổng cộng là giết 19 con thánh ma thú cấp 1, trên cơ bản đem thánh ma thú gần đây đều dọn sạch sẽ một lượt. Ba bán sinh thú này của người, tế luyện thánh thú chiến hồn có xác suất rất cao đấy. Bình thường, đứng thứ 3 thần đô. Lý Thiên Mệnh, ta ở đây chờ ngươi đã lâu rồi. Cửu Thiên Tinh Hà Kỳ Lân, bán sinh thú không tồi. Chắc là thanh niên của Tinh Kỳ Lân cổ tộc. Đủ bắt mắt đấy. Anh ta chắc chắn đến đây để khiêu khích. Đừng để ý, đi thôi. Đừng đi chứ, nghe đây. Tối qua mẹ ngươi nói kỹ thuật của ta không tồi. Nữ nhân độ tuổi như vậy, đủ phóng túng đấy. Ơi, ngươi cẩn thận chút đi, người này không dễ đối phó, anh ta là thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh, ngươi ghi nhớ, hôm nay người đánh ngươi đau đớn không muốn chết, tên là Bách Lý Truy Tình. Đây là nghiệp mà cha ngươi gây ra, là sự trả giá đầu tiên, tiếp sau đây còn có nhiều cái ngươi phải chịu. Ngoài ra, hỏi ngươi, ngươi có phải là cả đời muốn làm con rùa rụt cổ hay không? Nếu đúng, tất cả kỳ nhân cổ tộc bọn ta đều sẽ cùng mẹ của ngươi trải qua.
Ơi, vốn chỉ định xé lát cái miệng của người, nhưng ta thay đổi chủ ý rồi. Hôm nay ta lấy mạng của người. Thứ khỉ cô gì đấy, đánh bại ba đứa thiên lý đệ cửu trùng thì đã là ngươi bay rồi. Thì đã làm ngươi bay rồi, cho dù ngươi là ba sinh mệnh ngự thú sư, thiên lý cảnh vẫn chỉ là thiên lý cảnh. Ngươi còn muốn lật trời chắc? Não đại, tên náo tuyết này ăn nói hỗn láo với mẹ của chúng ta, ngươi giết hắn cho ta. Bên này có ta và quy đệ chặn trò. Lên. Đường này không thông rồi. Thần tiêu đệ nhị kiếm. Chuyện vặt vãnh. Thiểm tinh đạo quyết. Nhất thiểm lưu tình. Thiên lý cảnh đệ cửu trùng có bản lĩnh này sao? Chiến quyết của hắn gần như là nhìn không rõ. Tiếp chiêu. Thần thông của cửu thiên tinh hà kỳ nần có thể giúp ta chống đỡ bất cứ đòn tấn công nào. Không hay, tinh quang cầu thể sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Nếu không nghĩ ra được cách thì... Chạy nổi hay không? Thần tiêu đệ tam kiếm. Thiểm tinh đạo quyết, nhị thiểm. Tinh tích. Quả nhiên có chút thực lực, ở vào lúc quan trọng, lùi được một bước, nếu không thì... Ta đã cắt cái đầu của ngươi rồi. Rách bố miệng rồi. Lý. Những lần này... Ta sẽ không thất thủ đâu.
Thiên văn thư. Thiên mệnh. Chạy trốn rồi. Cho dù lần này hắn có thể chạy thoát, lần sau để ta nhìn thấy, ta vẫn sẽ giết chết hắn. Người này là cháu trai đích tôn của Linh Tinh Thái Thượng. Không cần biết là ai đều phải chết. Ta biết ngươi là đứa con hiếu thảo, nhưng đây cũng là nhược điểm của ngươi. Sau khi mọi người biết, ai cũng có thể khiêu khích ngươi, ép ngươi ra tay, thậm chí còn đặt sẵn cạm bẫy để giết ngươi. Yên tâm đi, ta cũng là ước chừng ta có thể giết chết hắn tại trận mới trực tiếp ra tay. Nếu không nắm chắc phần thắng, ta có thể cho phép hắn bẩn miệng để sống thêm mấy ngày. Cô có thể nói rằng ta lông lổi, ta không chịu được khiêu khích, nhưng ta chính là như vậy. Người trẻ tính cách quá lông nổi sẽ chịu thiệt đấy, nghe lời khuyên cáo của tỷ tỷ. Muốn xả tức, không cứ là phải giết người. Ví dụ nói phương thức đánh ba huynh đệ lần trước thì có thể. Thêm nữa, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, ngươi vẫn là kẻ bị nhốt ở đây, giết chết bất cứ ai đều cũng sẽ rất là phiền phức, ngươi biết hay không? Sao thế, nhìn ta chằm chằm như thế làm gì? Mấy ngày này cũng coi như là hiểu được chút về Bạch Tỷ Kỵ, Bạch Tỷ Tỷ, cô ta vì mình mới khuyến cáo ta như vậy. Đổi lại là người khác, cô ta căn bản tiếc được, căn bản tiếc dù chỉ là một từ. Được thôi, lẻ mặt Bạch Tỷ Tỷ, lần sau nếu tôi gặp phải hắn ta, giữ lại mạng chó đấy cho hắn. Dù sao bây giờ ta xảy ra chuyện gì, Bạch Tử Quan đều phải chịu trách nhiệm với Thập Vương Đạo Cung. Tóm lại không thể nào để cô ta quá đau đầu mà. 3 ngày sau, cuối cùng cũng khỏi hoàn toàn rồi. Lý Thiên Mệnh, thật có mình ngươi đấy. Hai ta đến Tinh Diệu Thư cũng lãng phí rồi. Ngươi với năng lực địa chi thánh cảnh lại có thể cướp lại được điện ma cửu tiết niên, thậm chí còn để người ta cắn miệng. Thảo nào Vân Tần Tần xem thường ngươi. Linh Vô Song, ngươi hà tất phải châm chọc ta? Ta đã dùng hết sức rồi, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh này đúng là có chút bản lĩnh. Quan trọng là ta tuy chiến bại rồi, nhưng là kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Thần Long Bán Sinh Thú của hắn rất là đặc biệt, hình thái của vảy tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Kỳ lân cổ tộc không tìm được loại vảy này đâu, có thể lấy làm chứng cứ chắc chắn. Cộng thêm điện ma cửu tiết niên mà vô tình có được, có hai thứ này có thể hại chết hắn rồi. Vân Tân Tân nói, cha của ta tầm 1 tháng nữa là sẽ bước vào hạ tầng nhiên hồn kết giới, hoàn thành giao ban với ông nội của ta, ông nội của cô ta. Hai cha con này chắc chắn là có thời gian mấy ngày, đồng thời đều ở nhiên hồn luyện ngục, chúng ta chọn lúc đó ra tay. Hai người thiên chi thánh cảnh, một người chặn Bạch Tử Quan, một người giết chết Lý Thiên Mệnh đủ rồi. Hôm nay cha ta sẽ vào nhiên hồn luyện ngục, ngươi dẫn ta đến đây làm cái gì? Trước mắt xem chừng có hung thú, ta phải quay về. Được thôi, ngươi đi đi. Cái gì chứ? Ta còn nghĩ ngươi có biện pháp nào đó để đối phó với Lý Thiên Mệnh cơ. Thực ra đúng là có một cách. Thật sao, là gì vậy? Ấy, ngươi làm cái gì thế hả? Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Lý Thiên Mệnh xuống dưới đấy cùng với ngươi. Cô thật sự ra tay giết cô ta rồi, từ bây giờ bắt đầu, chúng ta đã không có đường lui rồi.
đừng đứng cằm khái nữa, đem vảy rồng đặt vào tay cô ta đi, để cô ta nắm lấy. Ở trên người của Giác Nôi Kỳ Nân tạo ra vết tích của hỏa diệm và lôi đình chưa thế. Yên tâm đi, đã làm xong hết rồi. Như thế ai cũng đều cho rằng là Lý Thiên Mệnh giết chết Vân Tần Tần. Như thế này là được rồi đúng không? Nếu chỉ là giết người thì không đủ để châm ngòi ngọn lửa giận của tất cả mọi người, mà cần làm cho người của nhà họ Vân mất hết lý trí. Cởi hết quần áo của cô ta ra, tạo ra dạng chết do làm nhục trước khi rồi chết. Mười mấy ngày trước vừa đột phá thiên ý cảnh đệ thất trùng, hôm nay đã đột phá đệ bát trùng. Tu luyện không những là một chút cũng không khựng lại, ngược lại tiến triển còn nhanh hơn rất nhiều, đúng là không ngờ đến. Thú luyện của ngươi sao vẫn nâng cao vậy? Ơi, sớm đã nói với cô rồi, ta không phải là đệ cửu trùng. Bây giờ cuối cùng là cửu trùng rồi chứ, vẫn chưa, còn thiếu một trùng. Bạch tỷ tỷ, đi săn một lần nữa đi. Đi thôi, cả ngày ở nhìn ngươi tu luyện, khó chịu muốn chết. Lý Thiên Mệnh đã bò từ trong mai rùa ra rồi kìa. Các vị đã nói trước cùng nhau chửi, cùng nhau động thủ, ta không tin hắn có thể một mình đánh hết toàn bộ chúng ta. Làm thế nào để chửi mọi người đều biết rồi chứ? Cứ nói mẹ hắn, nói càng khó nghe thì càng tốt. Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải là rất tòi giỏi hay sao? Ngươi đến đánh ta đi. Ngươi nếu có thể bình yên mà rời khỏi Nhiên Hồn luyện ngục, não tử mang họ của ngươi. Đánh ngươi xong, ngươi chui vào mai rùa nằm rùa rụt cổ. Ta còn nghi là ngươi ở trong vỏ trải qua lửa lăm khờ. Lý Mộ Dương và một con rùa cái, sinh ra loại không có cốt khí như ngươi đúng hay không? Bạch Lý truy tình, lần trước để ngươi chạy thoát, ta đã đồng ý với Bạch Tỷ Tỷ giữ cái mạng chó của ngươi, nhưng ngươi nên bị đánh một trận, vẫn phải chịu đòn đi. Buồn cười, lần trước là do ta sơ ý. Thêm nữa, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ta còn sợ ngươi chắc. Nhân ma, oanh thiên nhất quyền, thần ma, diệt thế nhất quyền. Hắn cuối cùng là cảnh giới gì vậy? Không, không phải nói thiên ý cảnh đệ cửu trùng hay sao? Vừa rồi ai nói lời không dễ nghe, còn nói ta là con rùa rụt cổ. Bây giờ thừa nhận bản thân đã nói, thì đứng nguyên tại chỗ. Không dám thừa nhận, ngươi lui về phía sau, trực tiếp bò rời đi, ta không tính toán với ngươi. Thiên Mệnh, cái này hay là bỏ đi? Không thể bỏ qua, từ hôm nay bắt đầu, ta cần để cho bọn chúng ngậm mồm vào, ta không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. Người khác sỉ nhục ta chỉ có thể trốn, coi như là không tồn tại. Những ngày đấy ta đã nhịn 2 tháng này rồi. Bây giờ ta không nhịn nữa. Các ngươi không phải chờ cơ hội này sao, đến đi. Đều hèn nhát gì vậy? Đội tử này đã bắt nạt đến tận đầu rồi, vớt lên mặt ngươi rồi. Còn hèn nhát, các ngươi không nên, ta lên. Mấy trăm người. Đánh một chút thì có nghìn người rồi. Sợ một mình hắn, mất mặt không thể. Đây chính là kỳ lân cổ tộc, còn biết sĩ diện không mọi người, cùng nhau lên. Ra tay đi, giết hắn đi. Giết đến đỏ cả mắt rồi. Vẫn may có Sơn Hải giới của Nam Hoàng, có thể chống đối lại với mấy trăm người của kỳ lân cổ tộc. Tội tử, ngươi cuối cùng đã ra tay rồi. Bọn ta chờ ngày này rất lâu rồi, ngươi đi chết đi. Đến đúng lúc lắm. Các ngươi có bao nhiêu người muốn đánh ta? Tốt nhất là toàn bộ đều đến đi, để ta giải quyết toàn bộ trong một lần.